Vâng, xin chào các bạn, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại SIGA. Thì hôm trước thì mình có làm video hướng dẫn mọi người về cái cách thủ tục làm sang tên đổi biển cũ xe máy từ 50cc đến 500cc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp là hướng dẫn mọi người biết cách sang tên đổi chủ xe cũ ô tô, cây zero sạm với cả phô chữ zero sạm là xe biển vàng và xe biển trắng, những xe thông dụng nhất của Nhật Bản đang sử dụng bây giờ. Thì thủ tục như thế nào thì mọi người xem video mình sẽ hướng dẫn cụ thể các trong hồ sơ, rồi thì cách làm như nào và từng bước một thì mọi người có thể hiểu được cái nguyên tắc hoạt động với cả cách làm thủ tục như nào. Thì mọi người chỉ mất 30 phút thôi là mọi người có thể biết hết được, và mọi người có thể tự mua ô tô ở trên các trang Yahoo đấu giá xong xuôi mọi người sang tên đổi chủ mà không phải mất 3 đến 5 man cho người khác, nhờ người khác làm cho thủ tục. Cái tiền đấy các bạn có thể mông má xe hoặc là sửa chữa thêm xe gì của mình thì tùy. Thường là xe cũ thì các bạn họ sẽ làm cho cái xạ kênh một lần nữa, rồi hoặc là còn xạ kênh thì các bạn vẫn phải cho tên kênh lần nữa. Nhưng mà tiền đấy 4-5 man các bạn bỏ ra thuê người khác làm hồ sơ thì các bạn chỉ cần học xem video của mình mất 30 phút thôi. Các bạn có thể làm được và các bạn không phải mất 4-5 man. Đây, các bạn chú ý xem video của mình nhé. Xem video xong các bạn sẽ biết được cách thủ tục như nào và các bạn có thể tự làm được từ A đến Z. Cách sang tên đổi chủ xe ô tô ở bên Nhật. Các bạn sẽ đỡ được 4-5 man. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn hãy xem video của mình nhé. Thì bước trước mình đã nói rồi đấy. Thì cái nội dung của cái sang tên đổi chủ xe nó kê zero sạm với cả phô chữ zero sạm là xe biển trắng và xe biển vàng của Nhật. Thì các mục của nó vẫn có từ 1 đến 8. Đấy. Trước thì xe máy 50cc đến 500cc thì nó hơi khác nhau một tí, nó sẽ không cần một số giấy tờ nhiều. Nhưng mà về sang tên đổi chủ xe biển cũ, biển vàng và biển trắng thì cũng có một sự khác nhau. Chỉ có một điểm khác nhau thôi, còn đâu thường là giống nhau. Thì các bạn xem video hãy để ý mình nói là một số lưu ý nhé. Thì các bạn cố gắng để ý. Thì cái đầu tiên ấy là ở đây thì mình ghi là hướng dẫn sang tên đổi biển xe máy cũ bên Nhật, nhưng mà lên xe ô tô nhé. Đấy, xe ô tô gọi là Meiji Henko kê zero sạ mấy cả phô chữ zero sạ. Thì cái một ấy thì nó vẫn giống là phải có nhé, cái này là phải có này. Cái Sako Shomeso này, Sako Shomeso đây là cái lưu ý của xe biển vàng và xe biển trắng. Xe biển vàng thì không cần Sako Shomeso, có nghĩa là chứng nhận chỗ để xe. Các bạn nhớ nhá, xe biển vàng không cần cái số 1 này, nghĩa là không cần Sako Shomeso, các bạn vẫn có thể đỗ được, vẫn có thể làm hồ sơ được. Nhưng xe biển trắng từ 1000 dung tích 1000 trở lên ấy thì là bắt buộc phải có cái Sako Shome này nhé. Không có Sako Shome là các bạn không sang tên đổi chủ được. Nếu các bạn nhờ cái thằng bán xe, cái người bán xe cho mình ấy, mất tiền cho nó sang tên đổi chủ thì các bạn vẫn phải là hợp đồng thuê xe, xong ra mang ra cảnh sát, xong làm Sako Shome thì các bạn mới sang tên đổi chủ xe được. Còn nếu không có cái này các bạn không làm được. Còn xe kê ấy, là cái xe biển vàng ấy, là không cần cái giấy này. Các bạn chỉ gửi bằng lái xe photo hai mặt Juminio, tinh càng Shome mấy cả Inzo là các bạn có cái người làm sang tên đổi chủ cho bạn, các bạn nó sẽ làm cho được. Nhưng đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ A đến Z nên các bạn phải tự làm. Thì các giấy tờ phải chuẩn bị những cái gì và in ấn những cái gì và đánh vào máy tính như nào thì nó cũng đơn giản thôi. File thì mình sẽ để ở dưới, các bạn tự làm được. Tiếp theo các bạn vào nhé. Cái nhất là một là tinh càng Shome, cái hai là tinh càng Shome. Tinh càng Shome này thì bắt buộc các bạn phải có nhé. Cái này lúc mà nếu mà nhờ người khác làm cho ấy, thì các bạn phải có in Shome đưa được gửi cho người ta, các bạn làm in Shome. Cái này là in Shome là của cái người bán xe cho mình nhá. Đây là mình mua xe cũ của người ta mà. In Shome là phải có này. Cái thứ ba là Joto Shomeso này, là cái giấy chuyển nhượng này là người ta cấp cho mình, cái thằng bán xe đã cấp cho mình. Mình đấu giá hoặc là mình mua ở đâu bất kỳ người nào đấy thì người ta phải cấp cho mình. Nó ghi đầy đủ. Còn giấy ủy quyền vắng mặt là chính là cái giấy mà cái người bán cho mình ấy, cái thằng bán cho mình ý, nó phải làm giấy này, mình không phải làm nhé. Cái in rồi này, cái in rồi là thằng bán cho mình nó sẽ phải cấp cho mình để mình đi làm giấy tờ, để không cần nó. Cái thứ năm này là cái xạ kênh ấy, Cái xã kênh này là giấy đăng kiểm ấy, nó bắt buộc phải có. Nhưng cái này này, cái lúc đầu tiên mà các bạn bắt đầu mới mua ấy, mà các bạn xác định đặt cọc tiền rồi ấy, thì các bạn bảo họ là chụp ảnh hoặc photo, gửi cái bản photo hoặc gửi bản chụp ảnh hoặc scan qua mail hoặc là qua Messenger cho bạn. Lấy cái xã kênh này để các bạn làm thủ tục đầu tiên nhé, các bạn phải làm là không, khi bạn đặt cọc tiền thôi thì các bạn phải bảo họ chụp gửi cho cái này để các bạn làm thủ tục cái sạc Kosume này. Với cái sạc Kosume này bắt buộc là phải ghi các thông số ở trong cái sạc kênh này, như là tên xe rồi thì biển số xe, chiều cao xe, cân nặng xe đấy, rồi thì kiểu dáng xe, màu xe là bắt buộc phải qua cái sạc kênh này nhé, các bạn phải có. Tức là không phải cần phải gốc nhưng mà phải có bản photo hoặc copy hoặc là bản chụp ảnh để các bạn điền thông tin vào cái sạc Kosume này để ra cảnh sát xin nhá. Mình nói rõ các bạn hiểu, nhá. Tiếp theo là cái T-Studio này thì chắc chắn sẽ mất rồi, vì ở 50cc xe máy thì các bạn sẽ không mất giá xi, không mất tiền. Nhưng nhá, ở cái làm thủ tục phí thanh toán này thì ngay cả cái lúc sạc Kosume này các bạn đã mất 2,5 triệu này. Sạc Kosume này các bạn mất 2,5 triệu. Tùy từng nơi nhá, đây là mình nói tùy từng nơi chứ không phải là bất kỳ, có chỗ thì nó rẻ hơn hoặc chỗ đắt hơn. Xong rồi thì là sang tên đổi chủ ở Mexico, ở cái trên tỉnh ấy, trên si ở trên kèn của mình ấy, thì cũng phải mất tiền đấy nhá, không phải là không có tiền, mất tiền, nhưng mà cái phí nó không đáng bao nhiêu đâu, nó chỉ rơi vào khoảng từ 5 sen đổ lại nhá. Đấy là các bạn chưa làm biển đẹp. Còn nếu các bạn làm biển đẹp thì các bạn phải hẹn đến trước 1 tuần, có nghĩa là có điện lên chỗ mà Mexico là các bạn gửi hồ sơ thứ lên làm biển đẹp thì phải hẹn trước 1 tuần, thì đến lúc các bạn lên làm biển thì các bạn sẽ có biển đẹp luôn. Thì cái biển đẹp đấy nó chỉ có giá từ 5 sen thôi nhá, các bạn chưa biết thì các bạn cố lên tìm hiểu, nó chỉ đáng là 5 sen thôi. Thì hôm sau làm biển đẹp mình sẽ làm một video riêng hướng dẫn mọi người. Tiếp theo này, cái dòng tờ khai biển số xe này thì có 2 tờ nhá, có 2 tờ đấy, 2 tờ thì thực ra có 2 tờ. Lúc đầu tiên mình vào mình kê khai thứ giấy tờ, phòng đầu tiên là khó nhất, phòng thứ hai thì họ chỉ đơn giản lắm, phòng thứ tiên tự mình viết. Thì mau nữa mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách viết như nào, cách điền như nào thì mọi người sẽ nhìn đấy và biết, và mọi người có thể tự đến làm mà tự biết được. Cái tờ đơn xin này cũng thế, có hai, đây chính là 2 tờ này, 2 tờ này, gồm 2 tờ này, 1 tờ phòng đầu tiên và phòng thứ hai. Đấy nhá. Tiếp theo là mình chuyển sang bên kia, mình sẽ hướng dẫn cách xe biển đóng biển vàng như nào nhé, mọi người hiểu nhá. Đây thì cái ở Nhật đấy, thông dụng nhé, đây là mình nói thông dụng. Còn những cái xe Tokyo biệt trự thì là xe biển, xe mà kê nhưng mà nó lại lắp biển trắng, đấy là những xe đặc biệt. Olympic cự nó đặt đặc biệt thì không nói rồi. Đây những xe thông thường ấy thì là xe biển vàng của Nhật này. Đấy, thì có khu vực, rồi thì mã số biển, rồi thì cái đầu số đầu tiên của biển và các số bình thường này. Thì xe biển vàng ấy, mấy xe biển trắng khác nhau điểm nào? Xe biển vàng ấy thì là thường như là 1000cc, 1000cc là xuống, còn xe biển trắng này thì 1000cc là lên, 1500, 2000, 3000, 5000 hoặc 7000 cũng có chứ không phải là không có. Còn những xe biển vàng ấy thì nó lại là từ 1000 đổ lại, 950, 850, 800, 700 đều có hết nhá. Thì cái xe biển vàng này là nó khi mà mình sang tên đổi chủ thì mình không cần cái sạc Kosume, chính là cái chỗ để xe đấy nhá, các bạn hãy nhớ nhé. Xe biển vàng không cần sạc Kosume. Nếu có nhờ chủ bán xe cho mình làm cho hồ sơ cho ấy, thì chúng ta chỉ cần có photocopy cái bằng lái xe của mình, Juminio, in càng Some, mấy cả cái initial là cái trong cái bảng kia mình có hết rồi đấy, là mình cho các bạn xem vào đấy, thì nó chỉ có thế thôi. Còn cái biển trắng này ấy, thì bắt buộc các bạn là phải làm sạc Kosume. Sạc Kosume đầu bước đầu tiên của nó như thế nào thì các bạn đây mình mong mình sẽ nói là cái hồ sơ của nó, thì các bạn phải đi tìm chỗ để xe gần nhà nhất, cách dưới tầm khoảng 50 m, như 500 m, 500 m, trong khoảng đấy. Đấy thì là các bạn phải tìm chỗ để xe, thuê chỗ để xe. Thì các bạn phải làm hợp đồng thuê xe nhé, nhưng cái đấy không phải là sạc Kosume nhé, cái đấy chỉ là hợp đồng cây gia cự thuê xe thôi. Các bạn cầm cái cây gia cự đấy với cả cái chi dự là cái mà sơ đồ để xe của bạn ấy, sơ đồ khung để xe ấy, rồi chỗ xe phải ô bao nhiêu, rồi các bạn vẽ cái đường từ nhà bạn đến cái chỗ để vẽ qua rồi, vẽ cái đường nhà bạn Và cái ô giấy giấy nhỏ ấy, là sơ đồ vào Google Maps là các bạn vẽ được ngay mà. Sơ đồ từ cái chỗ để xe đấy về đến nhà bạn, xong là khi bao nhiêu mét thì vào đấy. Xong xuôi có cây nhà cự rồi, có chi dự rồi, thì là các bạn có sơ đồ từ chỗ để xe đến nhà bây rồi. Các bạn cầm cái tờ đấy cùng với cái xạ kênh của người ta gửi cho mình vào photo ấy, cầm lên chỗ kê các chữ sổ của C nhá. Thường như kế chữ sổ trong C, khu C là sẽ có cái chữ sổ, là nơi mà sang tên đổi biển của những cái người già mà người ta ra hạng xe ấy, thủ tục ra dạng xe ấy. Nên cả mình thấy ở đấy nhiều lắm, nhưng mà mình cũng không quan tâm mấy cái đấy. Nhưng mà các bạn đến đấy các bạn sẽ làm cái sạc cô sô mê đấy, kê sát chữ sổ nhé, các bạn nhớ kỹ nhé. Như của mình ở SIGA này kê sát chữ Yokachi đấy, mình là Yokachi C nhá. Đấy, thì ở đấy thì nó sẽ có. Nhưng mà các bạn khác thì các bạn cứ C mà các bạn đọc ra, cứ bạn kê các chữ sổ trong điền chữ C vào đấy, cái tên C ở đấy vào nó sẽ ra chỗ nơi mà các bạn cần làm. Và nếu mà cẩn thận hơn các bạn lấy số điện thoại gọi điện thì bảo là tao muốn làm cái sạc Kosome thì đây có phải chỗ làm sạc Kosome không, thì nó sẽ bảo là ừ đúng rồi thì mày đến đi. Giờ hành chính là cứ từ thứ hai đến thứ sáu là các bạn làm được. Đấy. Tiếp theo này, thế đây thì đây mình cho các bạn xem này, đây chính là cái hợp đồng mà của xe biển trắng nhá. Đây là một cái bản hợp đồng mà trước mình làm cho một đứa em. Đấy, đây là bản chính là hợp đồng thuê xe nhá, hợp đồng thuê bãi đỗ xe nhá. Đấy, có các hợp đồng là trước một tháng thì các bạn muốn hủy thì các bạn phải báo trước cho người ta này. Cái hợp đồng này là một tháng là hết 4 sen nhá, 4 sen thì gửi xe đấy. Cái đâm gì là rất chia lằng nhằng, các bạn mua về xe phải trắng nó rất chia lằng nhằng. Nhưng mà nếu mà đắt tiền quá thì sau hủy để nhờ hại được để mất tiền. Đấy. Tiếp theo này, đây nhá, cái tờ khai mà để làm cái sạc Kosome ấy, thì ở đây thì bắt buộc các bạn phải có cái ảnh chụp xạ kênh của cái thằng bán xe cho mình ấy, là các bạn điền tên xe, mã số xe, rồi các cái xạ đai băng gô điền vào, xong rồi chiều cao ha bà, rồi Takasaki chiều dài của xe, xong rồi ha bà bề ngang, chiều cao của xe, rồi các bạn điền tên của các bạn nhé, điền địa chỉ của các bạn vào đây này. Đấy, địa chỉ của các bạn vào đây này. Đấy, địa chỉ các bạn vào đây và điền cái địa chỉ mà chỗ để xe của các bạn nhé, địa chỉ mà cái chỗ để xe mà của các bạn mà vừa mới thuê làm cái hợp đồng kê gia cự đấy. Xong rồi ở đây thì các bạn điền lại là nữa địa chỉ của các bạn nữa là địa chỉ nhà, số như bên kia cự địa chỉ nhà, rồi đóng dấu vào đây. Thì ở phía dưới này, khu vực dưới này là của người ta làm, mình không sờ vào đây nhá. Đây là của số dưới là chỗ người ta làm, cái chỗ mà cái chữ cẳng ấy, nó cái số ấy, người ta làm chứ không phải là các bạn làm nhé, chỗ khu dưới này. Đấy, nhớ nhá các bạn nhé, đây là tờ giấy khai làm cái sạc Kosome. Đấy, tiếp theo này, cái đấy thì mình không nói. Thì sau khi có sạc Kosome rồi thì các bạn đây có một cái sạc Kosome, đây chính là cái đóng dấu này. Đấy, và có một cái biển, có một cái mã tròn tròn như này. Đấy, có một cái mã tròn tròn như này, đây chính là xác nhận là có sạc Kosome nhé các bạn nhé. Đây là có hai cái, một đây là ghi là kê các chữ sổ này, cái sổ này các bạn nhìn này. Đấy, đây cái này có hai cái nhé, một tờ thì làm cái thằng nó dán luôn một cái tờ giấy kia nó gửi cho bọn làm sạc kênh mới. Đây nó ghi tất cả các thứ thông tin của mình đây. Đấy, là số xe này, cái tên địa chỉ của mình các thứ này. Đấy, trước đó mình sẽ do như chiêu ấy họ không cho phép biết các thông tin của khách hàng ấy, của người làm hồ sơ, thì nó bắt phải che đi, thì tí mình phải che đi, nhưng mình nói sơ qua các bạn sẽ hiểu. Thì đây là cũng là địa chỉ của các bạn, cái chỗ mà địa chỉ mà để xe này, địa chỉ của các bạn này, tên này, rồi thì ngày tháng làm hồ sơ này. Đấy. Tiếp theo là 3 đúng không? Đây, tiếp theo thì là cái in càng sô mê, hôm trước là mình cũng nói rồi đấy, là cần bắt buộc phải có in càng sô mê. Anh cái sô mê này các bạn Asin là sô mê là của người ta ấy, của cái người bán xe cho mình ấy, nó phải cần có in càng sô mê. Nếu người ta không cấp cho in càng sô mê cho mình là các bạn không sang tên đổi chủ đâu nhá. Đấy. Tiếp theo này, Joto Someso này, cái này là cũng người ta làm nhá, cái người bán xe cho mình người ta làm cho mình, không phải làm nhưng phải có cái này nhá. Cũng đây là mình lấy mẫu dùng trước các bạn nhé. Đây là cũng có tên của người bán cho mình này, tên của mình này, rồi thì mã biển hiệu mã xe này, tên xe này, số khung xe này. Đó, nó có ở đây. Đó. Thì sau khi có cái đấy thì phải có cái đấy nhá, không có cái đấy không được đâu nhá. Tiếp theo này, đây cái sạc kê này nhá. Bắt buộc cái khi mà các bạn có cái sạc Cosome rồi ấy, thì là các bạn sẽ gửi hết tiền giả bọn nó, giả cái người Việt Nam ấy, hoặc là người mình mua xe thường như là bọn Nhật thì nếu mà mua đấu giá mình phải gửi tiền giả hết, gửi tiết kiệm trước tiền cho bọn nó, nhưng yên tâm Nhật không. Đấy. Thì các bạn các cái giấy tờ này họ sẽ gửi cho mình, nhé. Xong rồi mình tập hết hồ sơ, xong mình lên làm giấy tờ. Nhưng mà lên làm giấy tờ như là mình phải đi xe lên nhé, đi xe ô tô lên ấy. Thì là các bạn họ sẽ giao xe cho mình, giao giấy tờ hết cho mình. Mình mang đi xe lên cái chỗ mà Mexico đấy, các bạn tháo biển ra, xong mất 500 biên mượn cái ốc hay gì đấy các bạn, mượn cái đồ tháo vít, bạn tháo hai biển trước sau ra, xong cầm vào cái phòng hai xạ ấy. Là cái phòng đấy là vứt biển đi, nó sẽ cấp cho bạn cái hai xạ là cái thiếu hai xạ con vuông của nó này. Xong các bạn sang phòng một phòng bên nữa là phòng nộp tiền, để làm hồ sơ là mất 2,5 triệu. Xong các bạn sang một phòng nữa là phòng làm hồ sơ, các bạn sẽ đưa cho nó hết tất cả hồ sơ lại, xạ kênh các thứ, rồi đưa hết các cái giấy tờ mình vừa bảo. Đây cái phòng này là sẽ bạn làm cái xin cô cự là sổ này, xin cô sổ chính là cái này là cái phòng làm cái hồ sơ này để mình lộp cho nó, cấp hết giấy tờ cho nó, xong mình sang phòng bên nữa. Thì ở cái phòng này ấy, thì các bạn này mình hướng dẫn qua các bạn viết hồ sơ nhé. Có nhiều bạn nhìn giấy tờ lòng bằng thế này thì bố thằng nào làm được, tốt nhất là nhờ mẹ thằng bán xe nó làm cho, nhưng thực ra nó giả lắm. Cái đầu tiên khu vực lái là các bạn này, đây là cái số cái khu vực này các bạn, cái đầu tiên ấy, các bạn là ghi cái tên đầu tiên, các bạn không cần ghi được mà ghi được các bạn giả sử như đây là SIGA kèn nhé, SIGA này, xong rồi hay là Lago nha gì đấy, nó ghi ở đây. Xong rồi cái số xe, số biển xe ấy, cái số mà đầu tiên của mã bao nhiêu, là 500 bao nhiêu hay là 300 bao nhiêu đấy. Xong rồi chữ cái, xong rồi biển số xe. Ở trong cái sạc kia nó đều có hết, nó sẽ ghi như này, các bạn ghi chép theo cho mình đấy. Ở đây thế này, ghi nhau thế. Và phần cuối là các bạn ghi ngày tháng năm này, tháng này, đấy, tháng năm này. Và cái khu vực này nhá, là khu vực này các bạn điền là cái tên của các bạn nhé, tên số như bên kiêu cự này, số địa chỉ các bạn này điền vào đây này nhá, các bạn điền các địa chỉ vào đây. Tiếp theo ở phần xuống khung dưới này thì ở cái phần đây thì các bạn nếu mà xe các bạn nó ghi là Sokata thì các bạn điền số 2, còn nếu các bạn phư trự thì các bạn điền phư trự đấy, nó ở trong cái xe, trong cái sạc kênh sẽ có số 2. Số đây cũng thế này, dùng cho gia đình này, số 2 này, không phải dùng cho cơ quan hoặc dùng cho công ty thì số 1. Thì là cái xạ tai nó kê dô này thì nó là Hakogata đấy, là mình nó ở trong cái sạc kênh nó sẽ ghi hết, các bạn cứ chép trong sạc kênh ra, nó có tìm một số chữ là như này thì các bạn điền nó vào, rồi thì tên xe, rồi thì mã xe đấy, số người xe ngồi trên xe của nó, trong cái sạc kênh nó có hết đấy các bạn nhé. Rồi dung tích bao nhiêu, trọng lượng xe, chiều cao bao nhiêu này, chiều cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, rồi thì chiều dài bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, rồi chiều cao bao nhiêu, nó có sẵn hết đây. Thì các bạn cứ chép vào đây cho mình này. Còn dòng dưới không còn chép nhé, dòng cái khu này không còn ghi gì cả, để nguyên. Tiếp theo này, ở đây thì các bạn cái vùng này các bạn điền tên của các bạn vào, tên rồi thì bằng tiếng Nhật, rồi thì tiếng Romaji, tiếng thị thường ấy. Số điện thoại vào đây, xong các bạn tích hai cái đánh trong vào đây, cứ để nguyên đấy. Xong là cái người bán xe cho mình, là cái địa chỉ người bán xe cho mình này, cái khu vực này là cái địa chỉ người bán xe cho mình nhá. Các bạn ghi ngày, ghi tháng, ghi địa chỉ của người bán xe cho mình vào đây, rồi tên của họ vào đây đấy. Vậy là các bạn đã xong một tục. Xong rồi lột hết các giấy tờ cho người ta đó, lột hết các giấy tờ này cho cái phòng đấy, nó sẽ cấp, nó kiểm tra bạn thiếu cái gì thì nhớ các bạn trong đi khi đi cầm, nhớ là phải cầm Diu Minio đi nhá, Diu Minio này, thẻ cái thẻ bằng lái xe ấy, photo hai mặt đó nhá, chắc chắn là phải có. và Jumino nó cho phải có in càng sâu mê các bạn phải cần đấy nhá. Đấy. Tiếp theo là đây thì đấy mình nó cũng đơn giản đấy mà không có gì cả. Sau khi các bạn lộp xong cái đấy và đưa cho họ chờ kiểm tra ok rồi thì các bạn chờ mất tầm 15 phút họ sẽ cấp cho bạn một cái giấy, xong cầm một phòng bên nữa thì các bạn là lấy biển mới điền thông tin cũng như thế. Thì họ rất cẩn thận lắm, nó chỉ từng tí một nên các bạn cũng mỗi cái phòng khâu này là khó nhất, là đầu tiên là các bạn mới khai là đầu tiên là khó nhất, còn sau phòng sau thì rất chi đơn giản là các bạn có thể làm được luôn. Các bạn người ta hướng dẫn từ A đến Z cái khâu mà thứ hai ấy. Rồi các bạn sẽ được cấp biển, rồi các bạn ra các bạn nào sau khi cấp biển ấy, sau khi cấp biển xong ấy thì là các bạn phải ra. Đối với cái xe biển vàng ấy thì là không có khuy, không có con dấu trên biển, nhưng xe biển trắng có con dấu này. Sau khi các bạn được cấp biển mới các bạn ra lắp biển vào, biển trước biển sau ok rồi thì chỗ này nó sẽ trống này, cái chỗ này nó sẽ là bị hõm cái lỗ này, nó không có cái khoảng không có khuy đâu, có cái huy đâu. Thì các bạn đi ra chỗ nhận dấu, có một cái chỗ mà đựng xe này, các bạn nhận được biển, các bạn lắp biển xong các bạn ra chỗ mà nhận huy hiệu, những cái dấu để đóng vào cái biển xe trắng này. Đây chỉ có biển xe trắng mới có đấy nhá, biển vàng không có, biển vàng cứ lắp vào là xong rồi nhá. Đấy. Thì là các bạn ra đấy thì họ sẽ bắt các bạn xuống xe, rồi mở ra họ xem check xem CG xe, số khung, số máy, kiểm tra xem khớp với đăng kiểm không. Đó. Xong rồi họ nhìn qua màu xe các thứ, xong xuôi rồi họ ra họ giải đáp mình cái huy hiệu này, cái huy hiệu này, xong xuôi đóng dấu thì cái lúc đấy là xe đã thuộc quyền của các bạn, tên đầy đủ rồi thì biển số xe mới, xe cũ ấy đã thuộc vào quyền của các bạn, là tất cả của các bạn. Nhưng đây là mới chỉ là xong khâu gọi là sang tên đổi biển ok, biển mới ok, sang tên ok, sang chính chủ sạc kênh của tên các bạn và biển của các bạn mới ok. Còn cái khâu nữa là cái dịp bicycle thế nào, cái dịp bicycle này là cái bảo hiểm đi theo xe. Đấy, bắt buộc của Nhật. Thì các bạn lúc này cái dịp bicycle này là vẫn thuộc tên của người bán xe, địa chỉ người bán xe và số khung số xe máy, số máy của ô tô vẫn sẽ bị cũ. Thì các bạn có một làm một bước nữa là lại như lấy cái xe máy là các bạn lấy cái số điện thoại ở cái dịp bicycle đấy, gọi điện cho người ta bảo là tao vừa mới sang tên xong thì tao muốn đổi tên, địa chỉ và số biển số xe mới, thì mày gửi vào địa chỉ nhà tao. Thì các bạn đọc địa chỉ cho người ta, xong người ta sẽ gửi cho các bạn một cái bản mới như này để tờ khai mới. Các bạn lại điền địa chỉ, các bạn tên, địa chỉ rồi số xe, biển số xe mới vào đấy, rồi xong là các bạn gửi cái bản gốc, cái bản cái tờ bản cũ, cái bản gì bác sĩ cũ này, đúc còn không bì đấy, và photo cái bằng lái xe của các bạn cùng với một cái tờ sạc kênh được, cái tờ sạc kênh mới, photo bình thường rồi xong nhét vào đấy thì gửi đi cho người ta. Thì thằng bọn dịp bicycle là tự động nó sẽ làm cái bản dịp bicycle mới có tên, tuổi, ngày tháng rồi thì số xe, địa chỉ gửi lại cho các bạn. Lúc đấy là cái dịp bicycle đã thuộc quyền các bạn, là chính chủ các bạn. Nếu các bạn không sang tên đổi chủ luôn ấy thì lúc mà nhỡ xảy ra tai nạn là các bạn dở hơi cắm lợn đấy nhá. Đấy, là cũng rất chi là phiền phức, không được bảo hiểm đâu. Sau xuôi hai cái này phải làm đồng thời cùng một lúc nhé, có nghĩa là sau khi làm sạc kênh mới rồi, có biển mới rồi thì các bạn về làm luôn cái này cho mình nhé, hoặc là phi là trực tiếp lên chỗ trung tâm của nó có địa chỉ như này. Nếu mà các bạn nếu nó ở xa quá mà mình mua ở chỗ khác thì các bạn hỏi điện cho bọn số điện thoại này, hỏi xem chỗ nào gần mình nhất thì nó sẽ tìm tra cho mình, nó cho địa chỉ mình cho mình để mình đến mình làm trực tiếp luôn thì trong ngày luôn. Còn không thì phải gửi qua bưu điện thì phải mất tầm như là tầm 3-5 hôm thì nó mới gửi giấy tờ mới về, gửi giấy cho mình, xong mình gửi lại cho đó là nhằng mất tuần thì rất chi là lâu. Xong rồi ra đấy mình đi xe rất chi là nguy hiểm, thứ nhất là đi lên làm muộn được. Tiếp theo là các bạn làm cái xạ kê cho xe ấy, thì đối với xe kê ấy, thì làm xạ kê cao nhất là 7 sen, còn xe biển trắng thì 8 sen hoặc 9 sen tùy từng người. Nếu mà các bạn theo mình ấy, thì các bạn mới mua xe lên làm xạ kê 2 chiều, nghĩa là tay cô xả là cái thằng đối diện của mình với cả cái thằng xe của mình nữa, là 2 chiều thì thường đắt tầm 11 vạn 2. Thì các bạn lên mua 2 chiều trong vòng tầm 5 tháng đầu là các bạn đi xe yên tâm, nếu có đâm nhau hay là va chạm thì xe của mình xước sát hỏng hóc gì thì bọn xã kê nó sẽ đền cho mình. Đấy, nó sẽ hỗ trợ và đền cho mình. Còn nếu mình không làm chỉ làm cho người ta thôi thì khi mình đâm nhau gì đấy thì mình chỉ đền cho người ta, xe mình vứt đi mua xe mới thì cũng vẫn bằng tiền, khoảng 5-60 vạn thì cũng vứt đi. Nhưng thường như thời gian đầu các bạn đi tay lái chưa giỏi nên các bạn cứ lên mua cho mình 2 chiều. Sau khi các bạn đi giỏi các bạn là sẽ bảo họ sẽ cắt cái một chiều của mình đi, còn chỉ đi một chiều bên người bị đâm thôi, người mà tay cô xã này là cái người mình đâm người lái đấy, thì lúc đấy mình yên tâm rồi, không lo mấy. Nhưng nói thì nói trước thôi, tốt nhất là nếu mà có tiền thì các bạn cứ lên mà mua hai chiều cho yên tâm. Đó, đây thì hôm nay video mình hướng dẫn các bạn đến đây thôi, thì rất mong là các bạn sống và làm việc bên Nhật mà có ý có sau khi có bằng ô tô và có ý định mua xe ô tô mà không biết làm thủ tục như nào, thì các bạn hãy xem video của mình, và đây mong là video này hữu ích giúp các bạn mua xe đấu giá hoặc tự mua xe của bạn cũ mà không cần phải mất 3 đến 5 man hoặc 7 man tiền hỗ trợ sang tên đổi chủ biển. Đấy, thì các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và cho mình một cái đăng ký cho mình để ủng hộ tinh thần mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.